Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay cái mật khẩu khóa số vali TSA ở trên chiếc vali khóa sập này. Và thông thường nhà sản xuất sẽ để cái mật khẩu mặc định là 3 số 0 như này. Và khi các bạn muốn mở ra, các bạn nhấn cái đồng thời hai nút này. Đó, và các bạn mở ra. Đó. Các bạn thấy chưa? Khi các bạn muốn thay cái mật khẩu khóa số vali này thì các bạn quan sát ở phía sau của cái khóa số này, nó có một cái chốt. Chốt màu đỏ các bạn. Đây ạ. Đây ạ, chúng ta nhìn thấy chốt màu đỏ chưa ạ? Và bây giờ chúng ta tiến hành là kéo cái chốt này xuống ạ. Sau khi kéo xong, bắt đầu chúng ta tiến hành thay cái mật khẩu mới. Và mình sẽ thay cái mật khẩu mới là 3 số 9 nhé. Đây ạ. Sau khi thay mật khẩu xong, các bạn quay lại cái chốt màu đỏ. Các bạn gạt lại vị trí cũ. Đây ạ. Và như vậy là chúng ta đã thay xong cái mật khẩu mới. Và đây, bây giờ là mật khẩu là 3 số 9 ạ. Đó, chúc bạn thành công. Cảm ơn các bạn.